Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Những ngày qua thì các fan hâm mộ cờ vua Việt Nam cùng hướng về siêu giải Chess Able Master 2023 để theo dõi và cổ vũ cho ba kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh tranh vé vào chung kết giải. Nhưng bên cạnh đó có những giải đấu phong trào cũng sôi động và hấp dẫn không kém. Đó là giải đấu cờ vua các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2023. Giải đấu quy tụ 16 câu lạc bộ hàng đầu Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ở vòng 3 giữa kỳ thủ Hứa Nam Phong của Olympian Chess và kỳ thủ Ngân Bá Hoàng Nguyên đội tuyển Kim Liên Chess Friend ở bàn đấu số 2 nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bên cái chuông nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Với lợi thế cầm quân trắng, Nam Phong mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4. Hoàng Nguyên nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt D5, sử dụng phòng thủ Scandinavi để chống lại cao thủ Olympian Chess. Trắng ăn tốt vào D5, đen ăn hậu lên D5. Trong phòng thủ Scandinavi này, đen chủ động đưa hậu lên từ rất sớm, song không vì thế mà thế trận của đen lại suy yếu. Thấy hậu đen lộ diện, trắng lập tức nhảy mã C3, vừa phát triển quân vừa tranh thủ tấn công hậu. Đen xách hậu chạy sang A5 tránh đòn. Trắng nhảy mã lên F3, đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Tuy nhiên thì đây là một nước đi mà rất ít người chơi. Thông thường thì trắng sẽ đẩy tốt D4, chiếm lĩnh trung tâm ngay lập tức. Trở lại ván cờ, đen phát triển mã cánh vua lên F6. Trắng triển khai tượng lên C4. Có vẻ như trắng muốn đưa quân vào trận thật nhanh. Đen đẩy tốt E6, củng cố thế trận và mở đường cho tượng F8 xuất trận. Sau khi đã hoàn thành phát triển các quân bên cánh vua, trắng nhanh chóng nhập thành, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen lên tượng E7, án ngữ trước mặt vua, chuẩn bị nhập thành. Ở đây thì nước cờ mạnh nhất cho trắng vẫn là nước D4 để chiếm lĩnh trung tâm ngay. Song có lẽ là Nam Phong chưa gặp phải loại khai cuộc này bao giờ, nên cậu bé có vẻ lúng túng. Sau một hồi suy nghĩ, trắng đẩy tốt D3, một nước cờ bị đánh giá là kém tích cực. Nên đẩy tốt C6, bố trí lại đội hình tốt thành gọng kìm C6, E6 để khống chế ô trung tâm D5. Trắng đẩy tốt A3, thì trắng đã đưa quân xuất trận gần hết. Nên không dám để vua ở giữa bàn cờ lâu, liền nhập thành. An toàn vua cái đã, đánh đấm sau. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng vẫn nên đẩy tốt D4, chiếm lĩnh trung tâm để làm bàn đạp tấn công. Tuy nhiên thì trắng chưa rõ đường lối kế hoạch sẽ chơi như thế nào, nên đã phi tượng lên G5. Nên dập khuôn sơ đồ khai cuộc, phát triển mã cánh hậu lên D7. Không làm ăn được gì, trắng lại lùi tượng về E3. Có vẻ như trắng đã bị loạn trưởng, không nhất quán trong từng nước đi của mình. Đen triển khai xe qua D8, rình rập trên cột D. Trắng đẩy tốt H3, tiếp tục chờ đợi phản ứng của đen để đưa ra hướng đi tiếp theo. Ở đây thì đen có thể đẩy tốt B5 luôn, vừa tấn công tượng, vừa mở đường cho tượng B7, rồi dần dần sẽ tìm cách đẩy tốt C5, mở đường chéo cho tượng tham gia tấn công. Tuy nhiên thì đen lại lùi hậu về C7. Trắng nhảy mã lên G5, rình rập. Lo ngại trắng làm liều, phế tượng với E6, rồi ăn tiếp con mã vào để tạo ra thế tấn công đôi bắt xe. Đen vội vàng lùi mã về F8, mở đường cho tượng phòng thủ chặt chẽ, đồng thời mở cột D cho xe tham chiến. Ngân Bá Hoàng Nguyên là một trong 9 thành viên của câu lạc bộ Kim Liên Chess Friend tham gia giải đấu năm nay. Nguyên là thành viên của câu lạc bộ đã được 4 năm, đồng thời cũng là thành viên của đội tuyển cờ vua Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nguyên bắt đầu chơi cờ vua từ năm 7 tuổi và có một số thành tích nhất định như huy chương vàng Hội khỏe phù đồng Hà Nội 18-19 và 2 huy chương vàng tại giải cờ vua sinh viên các trường đại học cao đẳng Hà Nội giai đoạn 21-22. Trong khi đó thì Hứa Nam Phong lại là một kỳ thủ trẻ đầy triển vọng của câu lạc bộ Olympia Chess.
Trở lại với diễn biến ván cờ, trắng phi hậu lên F3, đưa quân chủ lực xuất trận, không giấu giếm ý đồ sẽ tấn công cánh vua. Thế vậy, đen đẩy tốt H6, đuổi của mã trắng đang loi choi phía trên về. Trắng hổ báo phi tượng lên F4 tấn công hậu, nên lên tượng D6 che chắn, buộc trắng phải đổi tượng vào D6, nên lăn xe lên D6. Trắng chạy mã với E4, tranh thủ lợi tem để tấn công xe, nên đổi mã vào E4, trắng ngăn mã lên E4, nên chạy xe về D8, trắng qua xe E1, nên qua xe B8, chuẩn bị lực lượng để phản công lại ở bên cánh hậu. Trắng tiến xe lên E3, định sử dụng hàng 3 để sang tấn công vua. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, nên mạnh mẽ đẩy tốt B5 tấn công tượng. Trắng chạy tượng về B3, thừa thế xông lên, nên dâng tốt C5, đe dọa sẽ tràn sang C4. Theo chúng tôi thì ở đây, trắng nên qua hậu G3, tìm cách đổi hậu thì thế tấn công D4 của đen sẽ tự động bị bẻ gãy. Thế nhưng, trắng có vẻ quá sợ hãi nước C4 của đen, nên đã vội vàng đẩy tốt C4 trước để chặn lại. Nước đi này khiến cho tượng trắng tự khóa họng súng của mình khi bị các tốt chính mình cản đường. Và đen đã rất khôn ngoan khi thúc tốt tràn sang B4 khóa lại, đồng thời mở đột phá cột B cho xe tham gia tấn công. Trắng chủ động lùi tượng với E2 tránh đòn, nên ăn tốt vào A3, trắng ăn tốt lên A3. Đen triển khai tượng lên B7, khống chế đường chéo lớn, chĩa về phía cánh vua. Trắng phi hậu lên H5, phối hợp cùng mã để tấn công tốt C5 và chuẩn bị đưa xe sang tấn công vua. Không chần chừ, đen lập tức đổi luôn con tượng vào E4, tiêu diệt quân mã trung tâm nguy hiểm. Trắng ăn tốt lên E4, đen lao xe xuống B2, đưa quân xâm nhập hàng ngang số 2 để tấn công tượng. Trắng chạy tượng về B1 tránh đòn, đen tiếp tục lao xe xuống D2, chồng cả hai quân nặng trên hàng ngang số 2. Tuy nhiên thì lẽ ra đen không cần phải vội vàng, thay vào đó thì đen nên đẩy tốt E5 để chặn đứng quân tượng trắng ở B1. Trở lại ván cờ thực chiến, trắng thoải mái đẩy tốt E5, mở đường cho tượng B1 phô diễn sức mạnh trên đường chéo B1 H7. Chưa làm gì được trắng, đen đẩy tốt A5 chờ đợi. Trắng theo kế hoạch đưa xe qua G3, tăng thêm quân tiếp viện để chuẩn bị tấn công vào vua đen. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm, đen vội vàng đẩy tốt F5, bịt đường chéo B1H7 lại, đồng thời mở đường cho hậu phòng thủ điểm yếu G7. Ở đây trong trường hợp mà trắng ăn tốt vào F6 thì đen sẽ phế hậu vào xe G3. Trắng ăn tốt lên G3 thì đen sẽ ăn xe sang G2 chiếu. Trắng chạy vua vào H1 thì đen sẽ qua xe H2 chiếu. Trắng chạy vua sang G1 thì đen sẽ qua xe G2 chiếu hết ngay. Do đó thì trắng đã ăn hậu vào H6, nỗ lực tìm cách tấn công vua đen một lần nữa. Thấy trắng cứ hùng hục đánh mình, đen thản nhiên ăn hậu lên E5, thầm nghĩ: vào cam chú em, húc đầu vào đá à. Trắng không còn giữ được sự tỉnh táo nữa, nên đã đẩy tốt F4 tấn công hậu. Đây là điều tối kỵ trong cờ vua, khi nó làm suy yếu hàng 2 của trắng, đặc biệt nguy hiểm khi đen đã cắm sẵn hai quân xe trên hàng ngang chiến lược này, và đen đã khai thác điểm yếu này của trắng một cách hoàn hảo. Không chậm trễ, nên phi hậu lên D4 chiếu. Như bị ma ám, trắng tiếp tục mắc sai lầm không thể sửa chữa khi sách vua chạy lên H2, và đen lập tức phế luôn con xe vào tốt G2 chiếu. Tung đòn phối hợp cực kỳ đẹp mắt. Trường hợp mà trắng ăn xe về G2, đen sẽ ăn xe vào G2 chiếu. Trắng ăn vua sang G2 thì đen sẽ ăn tốt lên H6, và đen sẽ giành ưu thế áp đảo về lực lượng khi ân hậu. Trở lại với diễn biến ván cờ, thấy nguy, trắng luống cuống chạy vua về H1. Chỉ chờ có thế, đen lệnh lùng qua xe H2, chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của trắng.